Em thấy không? Scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ lớp độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác. Hello Vlog và Được Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Như vậy là sau hơn một năm vắng bóng tại bóng đá quốc nội, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã quay trở về để thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia trong màu áo của câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước. Vào chiều ngày hôm qua, ngày 19 tháng 10, ở vòng loại cúp quốc gia mùa giải 2024-2025, Nguyễn Công Phượng đã ra sân thi đấu và để lại ấn tượng tốt đẹp, đồng thời ghi bàn thắng duy nhất giúp cho câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước giành chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau trận đấu, Công Phượng đã nhận được cơn mưa lời khen đến từ ban huấn luyện của câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước cũng như là ban huấn luyện của câu lạc bộ Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền đạo quê Nghệ An đã thực hiện cú đặt lòng gọn gàng để tự làm ngày ra mắt của mình trở nên hoàn hảo. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Anh Đức của câu lạc bộ Bình Phước chia sẻ: "Trận đầu tiên lúc nào cũng khó khăn vì chúng tôi cần phải bắt nhịp tốt sau khoảng thời gian không thi đấu. Các cầu thủ đều đã nỗ lực. Với Công Phượng, cậu ấy đã ghi bàn và giúp đội giành chiến thắng 1-0. Dù không đảm bảo sức khỏe do bị cúm, Công Phượng đã thể hiện rất tốt." Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Trần Duy Quang tuy không nói quá nhiều về màn trình diễn của Công Phượng, nhưng ông đã nhận xét, cậu ấy là tuyển thủ quốc gia mà, nhưng một lời khẳng định về năng lực của tiền đạo câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng có mặt tại sân Bình Phước để dự khán. Đây có thể nói là một điều kiện rất tốt để Công Phượng có thể ghi điểm trong mắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc, nhằm hướng tới mục tiêu khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. Với cá nhân Công Phượng, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai đã đánh dấu màn tái xuất bóng đá Việt Nam với pha lập công ngay ở trận đấu chính thức đầu tiên cho Trường Tư Bình Phước. Bàn thắng anh có được trước câu lạc bộ Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thuộc vòng loại cúp quốc gia cũng là lần đầu tiên anh lập công sau 13 tháng chờ đợi. Cách đây một tháng, Công Phượng nói lời chia tay Yokohama sớm hơn so với thời hạn hợp đồng. Chỉ vài ngày sau đó, anh thông báo trở về Việt Nam thi đấu trong màu áo đội bóng hạng nhất Trường Tư Bình Phước. Và ở thời điểm này, các câu lạc bộ ở V-League đã khóa sổ chuyển nhượng nội binh. Cùng với đó, sự thuyết phục đến từ ông Yusuke Adachi, giám đốc điều hành câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước, nguyên giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thuyết phục Công Phượng đầu quân cho đội bóng non trẻ ở miền Đông Nam Bộ. Công Phượng có thể mờ nhạt với chỉ 3 trận đấu trong 2 năm ở Yokohama FC, nhưng tại Việt Nam, năng lực của cầu thủ này không thể xem thường, nhất là khi Công Phượng chỉ thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia. Ở trận đấu tập giữa Bình Phước với Bà Rịa Vũng Tàu trước mùa giải, Công Phượng đã ghi bàn giúp đội thắng chung cuộc 2-1. Vào chiều ngày 19 tháng 10, trong trận đấu chính thức đầu tiên cho đội bóng mới, Công Phượng tiếp tục lập công. Trước đối thủ chỉ là Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, một đội bóng cũng thuộc giải hạng nhất trong khuôn khổ của vòng loại cúp quốc gia, Công Phượng chỉ mất 5 phút để ghi tên mình lên bảng tỷ số. Từ đường truyền vượt tuyến của đồng đội, Lê Văn Nam đi bóng khéo léo trước khi tạt bóng vào trong cho Công Phượng băng lên dứt điểm trực diện mở tỷ số trận đấu cho câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước. Đây cũng là bàn thắng chính thức đầu tiên của Công Phượng sau 13 tháng. Lần gần nhất cầu thủ sinh năm 1995 lập công ở một trận đấu chính thức trước đó đã diễn ra từ tháng 9 năm 2023. Khi đó, Công Phượng nhận đường truyền của Hoàng Đức. Anh ghi bàn mở ra chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Palestine trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế. Đó cũng là lần gần nhất Công Phượng khoác áo đội tuyển Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại. Có lẽ không quá khi nói rằng, ngày hôm qua, chính cái tên Công Phượng là chất xúc tác để kéo người hâm mộ Bình Phước đến để cổ vũ cho câu lạc bộ do huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức huấn luyện. Ở mùa giải năm ngoái, cũng trong một trận đấu thuộc khuôn khổ của cúp quốc gia, đó là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước và câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định diễn ra trên sân Bình Phước. Đã có 7.000 khán giả đến để cổ vũ cho trận đấu đó. Còn ngày hôm nay, sân Bình Phước thậm chí còn đông hơn khi mà người hâm mộ tò mò đến để xem màn trình diễn của tân binh Nguyễn Công Phượng. Và thực tế, sau trận đấu này,
Có lẽ những chuyến đi tiếp theo của câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước đến với những sân bóng trên cả nước cũng sẽ thu hút được một lượng lớn người hâm mộ quan tâm đến sân và cổ vũ, không chỉ là cho đội nhà mà cả cho cá nhân của Nguyễn Công Phượng. Ông Phạm Hưng Sơn đã có những chia sẻ cho toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước sau trận đấu mở màn thành công. Lại một chút nữa sẽ đến phần trả lời họp báo. Vô đi ạ. Ok em. Cố gắng. Dạ. Giờ thì cầu thủ hai đội sẽ tranh thủ để rời sân. Rất vất vả để có thể được vào tới trong phòng thay đồ. Công Vinh cũng đang nhận được những đề nghị chụp hình kỷ niệm cùng với ký tặng. Đây là quang cảnh ở khu vực bên ngoài của sân Bình Phước. Xe của đội bóng thì đậu ngay sát bên khu vực phòng thay đồ của đội nhà. Đông đảo người hâm mộ đã đến để cổ vũ cho trận đấu ngày hôm nay, hài lòng với kết quả. Đây là các thành viên của đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Các cậu giận đó.
Niềm vui của các cổ động viên khi Công Phượng dành những chữ ký cho các bạn trẻ. Chúc mừng. Cùng cuối cùng là huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Anh Đức và con gái của mình. Một hình ảnh rất dễ thương, dễ mến. Scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ lớp độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác.